Yo-yo được cho là có nguồn gốc từ Hy Lạp 500 năm trước, qua thời gian phát triển với tính hấp dẫn từ kỹ thuật chơi, trò chơi này bắt đầu lan truyền sang các nước phương Tây như Anh, Pháp và Nhật Bản vào thế kỷ 18, sau đó đến Mỹ. Từ thập niên năm 1980 đến năm 1990, trò chơi Yo-yo bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc khi ông Quách Đại Vương, người chơi Yo-yo chuyên nghiệp ở Đài Loan, đem loại hình này đưa vào Trung Quốc đại lục. Năm 1998, giới trẻ đã phát cuồng với trò chơi này. Và từ năm 2001, khi Trung Quốc tung ra bộ phim hoạt hình Yo-yo siêu tốc thì Yo-yo gần như là trò chơi chủ lực của giới trẻ từ thành thị đến nông thôn nước này. Trò chơi này càng làm mưa làm gió ở Trung Quốc khi công ty sản xuất đồ chơi Audi quảng cáo chương trình dạy kỹ thuật chơi Yo-yo hỏa lực thiếu niên vương vào năm 2005. Hiện công ty này còn tài trợ một số game show liên quan đến trò chơi Yo-yo ở Trung Quốc.